Miu Miu, về rồi hả? Miu Miu, Miu Miu, Miu Miu. Ờ, anh có chuyện muốn bàn với em. Em có thể ngồi xuống nói vài câu được không? Nói đi. Làm vậy, bà má của anh mới ở Đại Lục qua đây chơi. Họ không biết chúng ta đã ly dị. Em cũng biết đó, bà má của anh đã mấy chục tuổi rồi. Anh không muốn cho bà má anh chịu cú sốc quá lớn, cho nên anh muốn em giúp anh tạm thời đóng màn kịch. Em hiểu anh muốn nói cái gì mà. Anh không muốn cho bà má của anh phải đau khổ. Em có hiểu không? Tôi hiểu. Màn kịch này phải đóng bao lâu? Không có lâu lắm đâu. Họ qua Hồng Kông chơi vài hôm sẽ trở về Đại Lục ngay. Để sau khi họ trở về rồi, có chuyện gì anh sẽ gánh hết, được không? Vậy anh yêu, quyết định vậy đi nha. Anh về rồi hả? Em đã pha sẵn nước tắm cho anh rồi đó. Được rồi, em lên trước đi ha. Nè, quyết định rồi nha. Anh nói muốn cùng em chơi trò nguyên ương đập nước mà. Em nên chỉnh đời anh. Giang Hải Tuyền, gì? Muốn đóng kịch thì hai người đóng cho đã đi. Anh đừng hòng kêu tôi giúp đôi cậu năm nữa. Miu Miu, Miu Miu, Miu Miu à. Anh Tuyền à, sao chị Linh giận dữ vậy? Em diễn màn kịch này hơi quá trớn à? Diễn, anh thì là tức chết vì em đó. Hả? Chẳng phải anh nói trước mặt chị Linh phải mùi mẫn một chút mà. Em sai rồi sao? Màn kịch này em diễn không có sai, mà là sai thời điểm thôi. Tức là sao vậy? Alo. Alo, là con hả? Alo. Sao giọng của con kỳ vậy? Con bị cảm nặng. Nè, má ở bên đó xin được Phật nhiều con cho con. Người ta nói để tỏ rõ thành ý xin được Phật nhiều con rồi an vị sớm tốt hơn. Có thể phù hộ con sinh được quý tử. Ngày mai con và thằng Tuyền tới đây lấy đi. Luôn tiện má nấu trà giải cảm cho con. Alo, Miu Miu hả? Phải. Má con hỏi ngày mai con có thời gian tới đây để rước Phật nhiều con không? Ngày mai hả? Ngày mai con phải đi về thăm Mỹ, tối lắm con mới về. Hay là để hôm khác đi? Không sao, công việc quan trọng hơn, con rảnh mới tính đi hả? Vậy đi nha, bye bye. Miu Miu nói ngày mai không rảnh tới đây. Đâu có, nó nói ngày mai cùng thằng Tuyền lên đây mà. Không thể nào, nó đã nói là không rảnh. Rõ ràng nó nói ngày mai lại đây mà. Có phải bà mê ẩm cháu mê tới nỗi rối loạn suy nghĩ không? Rõ ràng nó nói là ngày mai phải tới trung tâm thẩm mỹ. Tôi thấy ông mập quá cho nên lú lẫn. Thật ra nó nói ngày mai lên đây. Tôi thấy tai của bà có vấn đề thì có. Tôi thấy đầu của ông có vấn đề thì có. Tôi phải đưa bà đi khám bệnh. Tôi đưa ông tới trại tâm thần luôn. Được khi bà bị bệnh thần kinh phân liệt chạm dây rồi. Bà Tuyền, sao đứng đây như trời trồng vậy? Khuya rồi sao còn tới đây vậy? Lúc nãy má, lúc nãy má nói điện thoại với con Linh. Ông cũng nói là ông nói điện thoại với con Linh, nhưng cả hai nói chuyện điện thoại hoàn toàn không trùng khớp nhau. Trừ khi có hai con dâu. Không, làm gì có hai con dâu chứ. Bà cũng biết là không có. Tại bà này rối loạn suy nghĩ, gọi nhầm điện thoại tưởng người ta là con dâu đó. Ông mới rối loạn suy nghĩ. Con mau gọi con Linh xuống đây hỏi cho rõ, để ba mập của con cấm miệng. Mimi bị bệnh rồi, bây giờ đang nằm ở trong phòng đó. Bà má đừng lớn tiếng quá, đến thức cậu bây giờ. Hả? Nó bị bệnh sao? Vừa rồi ba gặp nó vẫn còn mạnh khỏe mà. Lúc tôi nói điện thoại với nó đã nói bị cảm rồi. Bệnh suốt ngày làm sao có con với con. Để má lên thăm nó, con có cần đi khám bệnh không? Ba, má đưa con nghỉ ngơi đi. Trời ơi, con tránh ra đi. Con đâu phải là bác sĩ. Má à, má, Miu Miu không khỏe thiệt mà. Má đưa con nghỉ ngơi đi. Chính vì má biết nó không khỏe nên mới đến thăm nó. Không phải đâu má, má. Linh à, con có sao không? Không khỏe chỗ nào? Miu Miu à, Miu Miu bị cảm lạnh. Má coi, đã đắp mền nè. Trời ơi, đắp như vậy không có tốt đâu. Má, không má, có má, không má, khí trong lạnh. Cổ đi, má biết đó. Bây giờ cô không trang điểm, con sợ má không nhận ra cổ. Lát nữa con kêu cổ trang điểm, xuống dưới gặp má nha. Đắp như vậy không có lợi đâu. Con mau kéo ra cho nó đi. Mình thôi mà. Trời được rồi, ừ. Được rồi. Xuống dưới ngồi chơi với má. Không được. Hả? Gì? Má phải vô phòng con coi thử. Còn cái gì, nhìn sao cũng thấy rồi. Má phải coi đặt Phật nhiều con này ở chỗ nào mới được. Trời ơi, để ở đâu cũng vậy thôi mà má. Ủa, lúc này ở đây mà, đâu mất rồi? Thì đó, đâu mất tiêu rồi. Ủa, ê, Linh.
Nè Linh, sao con ở trong phòng này vậy? Tại sao con không thể ở đây chứ? À, nhưng mà tại sao nó là gì má? Má biết đó, hai đứa con bận rộn lắm, đâu có thời gian tập thể dục, nên buổi tối về nhà thì chơi trò trốn tìm, coi như là vận động cơ thể thôi, phải không? Vận động cơ thể mà ha. Phải. Không biết hai con làm gì nữa. Ủa Linh, sao con dọn hết đồ qua đây vậy? Thì đó, tại sao vậy ta? Là vậy ba. Ba cũng biết hai đứa con mà, thích mua đồ lắm, suốt ngày mua đồ bán đồ, mua riết, phòng bên đó không đủ chỗ để, nên để phòng bên này thôi. Mấy người làm cái gì vậy? Hả? Hả? Miu Miu, đó, tôi đã nói Miu Miu không có gì rồi mà. Tôi tưởng đâu nó có chuyện nên mới tới đây thăm nó. Bộ xuống dưới đi, làm phiền người ta không à. Alo ông chủ, tôi mới tới nhà của ông Giang. Yên tâm đi. Chà, ở đây gió lớn thiệt, có cần đóng mất cửa sổ không? Ba ngủ ngon nha. Đi cẩn thận nha. Con cũng phải giữ gìn sức khỏe đó. Con biết rồi. Hạnh ơi. Thôi hãy con ngủ ngon. Chúng ta đi. Ba ngủ ngon. Ngủ ngon. Khuya lắm rồi ai bấm chuông vậy? Xin chào, tôi muốn tìm ông Giang. Ông Giang chào ông, tôi mang hình tới đây cho ông nè. Khuya rồi còn hình gì nữa? Tôi thấy ông gọi cho tôi mấy lần nên tranh thủ đem tới đây cho ông luôn. Hình gì vậy? Sao lớn quá vậy nè? Là hình đám cưới của ông Giang và bà Giang đó. Vậy mà nhanh sao? Đám cưới mấy năm rồi? Để coi. Má, đừng mà má. Má. Nè, cô gái này là ai vậy? Cô gái này hả? Không, cô gái này là khách ở trung tâm giới thiệu hôn nhân của con. Con thấy cổ cũng đẹp gái lắm, phải không? Nên mới mời cổ chụp vài tấm hình cưới, dùng để làm quảng cáo thôi mà. Vậy thì để đóng cửa đi. Má nhận ra cổ rồi. Cổ là người hôm nay tới công ty của con đăng ký chứ gì. Tốt lắm đó. Cũng ok. Ok ha. Tôi không thấy. Đâu có, lần trước người của công ty chúng tôi đã chụp lại cảnh hai người đăng ký và chụp hình cưới mà. Đó, nè bà Giang đằng kia kìa. Đó, đó, đằng đó đó. Bà Giang, xin chào bà.